Du lịch là gì? Du lịch chính là từ nơi sống chán nản của mình, chạy đến nơi ở chán nản của người khác, xài tiền của bản thân, giúp người ta giàu lên, sau đó cả người kiệt sức, túi quần thì trống rỗng, rồi sau đó về lại nơi sống chán nản của mình. Tiếp tục ngoan ngoãn mà sống. Penthouse Chandala, nếu mà ngoan em sẽ bị...